chim tu hú, loài chim tàn nhẫn và máu lạnh nhất hành tinh mà có thể bạn chưa biết. Trong số những loài chim xấu tính nhất thế giới, có lẽ chim tu hú là loài chim đứng đầu danh sách vì sự tàn nhẫn và máu lạnh của mình. Vào mùa sinh sản, chim tu hú mẹ sẽ tìm kiếm cho mình một chiếc tổ của loài chim khác. Nó sẽ nhảy vào tổ đẻ một quả trứng của mình lẫn vào. Không những thế, trước khi rời đi, chim tu hú mái còn ăn một quả trứng chim chích non mới được 1-2 ngày tuổi. Ngay từ trong trứng nước, chim tu hú con đã có bản năng của loài chim ác quỷ. Nó ra đời sớm hơn những con chim chích con khác và ngay từ giây phút đầu tiên đến với thế giới, tu hú con đã lộ ngay bộ mặt khốn nạn và máu lạnh vô tình hệt như mẹ của mình. Khi bố mẹ nuôi đi vắng, con chim tu hú con nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng đẩy những quả trứng chim còn chưa kịp nở còn lại văng ra khỏi tổ. Thậm chí nếu những quả trứng kịp nở ra con non, những con chim non tội nghiệp cũng chung số phận với anh em còn chưa kịp nở của mình. Vào lúc đó, vợ chồng chim bất hạnh vẫn không hề biết đến âm mưu diệt tộc của đứa con nuôi có bản năng ác quỷ. Không hề biết đứa con nở sớm nhất của mình lại là đứa con của kẻ khác và càng không ngờ hơn, khi đã đủ lông, đủ cánh, chúng bỏ đi và không có một sự đền đáp.